Hi, chào cả nhà. Hôm nay gia đình Food và bếp mình thực hiện một món thức uống ngon từ dâu. Đây là sự kết hợp giữa siro dâu và mứt dâu. Các bạn có thể vừa làm thức uống này và vừa làm đồ ăn rất là ngon và hấp dẫn. Trái dâu thì thường thường các bạn nữ rất là thích ha, tại vì mình uống á, nó rất là đẹp da, thanh mát và rất là tốt cho cơ thể. Ở đây thì các bạn có thể dùng siro dâu kết hợp với một ít mứt dâu, mình làm món thức uống cực kỳ ngon và hấp dẫn nhé. Cách làm thì rất là đơn giản và nhanh. Các bạn nào yêu thích thì hãy cùng mình vào bếp để mình thực hiện cái món này nhé. Ở đây thì để làm siro dâu thì mình sẽ dùng dâu, đây là dâu loại nhỏ nè. Mình không cần phải mua loại to ha, tại vì mình dùng để nấu á, thì các bạn mua loại nhỏ cũng được để cho nó tiết kiệm cái chi phí nè. Ở đây là mình có 2 kg dâu bi. Dâu này thì mình mới mua về, mình mua ở Đà Lạt đó cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ mang đi mình rửa nè, mình làm sạch nhé. Dâu bi được cái các bạn dùng để làm mứt hay các bạn nấu siro rất là tiện. Còn những cái trái dâu to thì các bạn có thể dùng để mình ăn sống ha, hoặc mình làm xương tố cũng rất là ngon. Trước khi làm thì mình sử dụng một cái thau nước, mình cho vào đây 2 thìa muối, các bạn đánh tan ra. Phần dâu thì mình sẽ cắt bỏ cái phần cuống. Và các bạn để ý là dâu loại nhỏ thường thường nó hay bị đẹo và bị sâu, thì cái chỗ nào hư thì mình cũng cắt mình bỏ đi nhé. Sau khi làm xong thì mình sẽ cho nó vô cái thau nước muối để mình ngâm và mình rửa cho nó sạch. Mình sẽ ngâm dâu khoảng 10 phút, sau đó mình sẽ vớt ra mà mình rửa sạch với nước lạnh nhé. Dâu này mình đã rửa lại với nước lạnh này nhiều lần, sau đó thì các bạn cắt nhỏ nó ra. Ở đây mình cắt luôn cho nó đỡ tốn thời gian nhé. Một trái thì mình sẽ cắt nó ra làm 6 miếng, mình cắt nhỏ ra như thế này nè, để tí mình nấu cho nó dễ ra nước và cái mứt dâu của nó cũng được mịn hơn. Các bạn nào không thích ăn mịn á thì các bạn có thể cắt ra làm đôi cũng được. Ở đây mình cắt nhỏ để mình ướp cho nó dễ ha. Và khi cái thành phẩm của mình á, là 2 kg dâu, mình làm sạch và mình cắt, mình chẻ ra, mình cân lại là còn 1,5 kg nhé. Với 1,5 kg dâu này thì mình sẽ ướp vào đây là 700g đường. 700g tương ứng với là 7 lạng nha cả nhà. Bạn nào thích ăn ngọt nữa thì mình có thể cho thêm. Ở đây mình tổng cộng là 1,5 kg dâu nè, mình ướp với lại 700g đường cát trắng. Bạn nào thích ăn mát hơn thì mình có thể dùng đường phèn cũng được. Sau khi ướp đường thì các bạn nhớ mình sắp đều vào. Mình sẽ cho thêm một lớp nữa lên trên để cho dâu của mình nó được thấm đều. Mỗi lần mình cho vào đây á là mình cho từ từ ha, 200g đường trước, sau đó mình xóc đều lên và mình cho 20g tiếp theo. Cuối cùng thì mình sẽ cho 30g đường còn lại vào. Các bạn xóc đều và mình để cho dâu của mình nó được thấm ha. Phần dâu sau khi mình đã ướp đường xong rồi đó, mình đã cho cái lớp cuối cùng lên rồi, thì bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Mình có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh cũng được, không các bạn cũng có thể để ra ngoài nhé. Mình để khoảng 5 đến 6 tiếng. Các bạn nào không có thời gian thì mình có thể để qua đêm luôn cũng được, để cho cái phần dâu của mình đó, nó được thấm đường này và nó tan hết ra nhé. Lúc này là mình để được 6 tiếng đồng hồ đó cả nhà. Mình để ở bên ngoài đó, tại vì mình ướp dâu vào buổi sáng, thì sau 6 tiếng
là lúc này là buổi chiều rồi, thì dâu của mình nó đã tan hết đường ra rồi. Đó. Còn bạn nào mà mình làm vào lúc buổi chiều thì các bạn để qua đêm, để sáng mai các bạn xên cũng được ha. Mình để qua đêm thì các bạn bỏ vô ngăn mát tủ lạnh đó, cho nó được tươi và ngon nhé. Lúc này đường của nó đã tan hết rồi, mình sẽ mang đi mình xên nhé cả nhà. Cái nước của dâu nó ra đỏ này, đỏ rất là ngon. Giờ mình sẽ bỏ lên chảo để mình nấu. Mình bật bếp lên ha, để cho cái phần dâu của mình nó được sôi nhẹ từ từ. Khi dâu sôi nhẹ thì các bạn để ý nè, cái bọt của nó sẽ nổi lên. Cái này là hiện tượng bình thường nha. Các bạn có thể vớt bỏ cái lớp bọt ở trên đi. Và mình đảo nhẹ nhé. Mình nấu niêu riêu cho dâu của mình nó sôi được khoảng 5 phút nha cả nhà. Sau khi cái dâu của mình á, nó sôi được 5 phút rồi, bây giờ thì mình sẽ tắt bếp đi và mình vớt cái phần cái ra nhé. Các bạn vớt cái phần dâu ra và cái phần nước thì mình để lại để mình làm siro dâu. Lúc này thì mình đã tắt bếp rồi nha cả nhà. Và mình vớt cái phần dâu ra nè. Cái nước dâu này thì mình sẽ để nguội để mình làm siro dâu nhé. Để tí nữa nó nguội thì mình sẽ cho nó vô một cái keo để mình bảo quản ha. Còn cái phần dâu mình đã vớt ra nè, đây là cái phần cái dâu, mình sẽ cho vô chảo để mình nấu tiếp cho nó thành mứt dâu nhé. Các bạn nấu nhỏ nữa thôi. Mình nấu khoảng 20 đến 30 phút để cho cái phần nước nó ra kẹo lại ha. Và cái phần dâu của mình nó được mềm nè. Và nó nhuyễn. Mình thích ăn mềm nhuyễn nên mình cắt nhỏ. Còn các bạn không thích nó nhuyễn thì các bạn cắt nó làm đôi thôi. Đây là cái thành quả sau khi mình nấu cái mứt dâu nè. Mình vớt ra và mình nấu khoảng 30 phút đó cả nhà. Mình cho nửa rất là nhỏ. Thì cái nước của nó đã cạn nè. Và sệt nè. Cái mứt dâu nó kẹo lại như vậy nhé. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn. Nhìn nó mềm và nó mượt ha. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp và để nguội nhé. Sau khi để nguội thì cái phần mứt dâu này mình đã cho vô một cái khố ha. Và siro dâu thì mình đã để vô một cái hũ này. Mình vẫn còn nữa nhưng mình để ở ngoài nhé cả nhà. Những cái siro dâu và mứt dâu này các bạn có thể để nguội và mình đậy nắp lại, mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, các bạn có thể dùng được khoảng 20 ngày nhé. Mình sẽ làm một ly siro dâu uống ha. Ở đây thì mình chuẩn bị một cái ly đá và mình cho siro dâu lên.
Tiếp đến thì mình sẽ cho một ít mứt dâu lên trên nữa. Các bạn có thể đảo đều và mình có được một ly siro dâu ăn cực kỳ ngon và mát nhé. Các bạn coi cái mứt dâu này, nó rất là mịn, mình thích ăn nó mịn, nó mềm kiểu này nhé. Ngon và mát, rất là thơm luôn đó. Cực kỳ ngon và hấp dẫn nha cả nhà. Cái phần mứt dâu á, mình nấu riêng ra là tại vì cái mứt dâu này các bạn cũng có thể dùng riêng. Các bạn có thể ăn cùng với bánh mì sandwich á. Mình quẹt miếng mứt dâu vào, các bạn kẹp, các bạn ăn rất là ngon luôn. Ăn nó thanh, nó dịu nha cả nhà. Nó có cái độ chua chua, thanh thanh, ngọt ngọt. Ăn cực kỳ ngon và hấp dẫn luôn. Cái món này rất là dễ dùng. Các bạn hãy làm cho gia đình cùng ăn nhé. Mình ăn không hết thì mình hãy bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh ha, để mình ăn dần. Rất là ngon luôn. Video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy ấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để đón xem những video mới nhất của Gia Đình Food nhé. Và ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.